Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về bình thường Zuka. Và Zuka thì mới ra cái trang phục mới gọi là Du béo phát tài. Úi dồi, nó béo còn tài nữa thế này. Béo lắm. Đây là cái trang phục này thì mình thấy nó thực ra là cái bộ lông nó rất là chất. Cái bộ lông của nó nha mọi người. À, cái bộ lông mà mình thấy cái khuôn mặt cũng như là tay của nó này. Đây, tất cả những con tướng vì cái trang phục khác mặc định không có. Còn nó nhanh thế. Chưa xem rõ mà đã xong rồi. Ok, tí nữa thì hết trận đấu thì mình sẽ vào trong cái tướng của nó. Mình sẽ cho mọi người xem kỹ trang phục về sau nhá. Cái lông của nó trông rất là đẹp. Nó rất là mờ mờ, ảo ảo. Nó giống như là cái kiểu như là lông của nó lung lay á. Đung đưa ấy. 3D ấy, rất là tuyệt vời. Còn những cái trang phục khác thì không có. Còn để xem tí vào trận thì mình xem có cái gì hot không. Nhưng mà mình thấy trang phục này nó cũng bình thường, nó không có gì hiệu ứng kỹ năng gì cho nó đẹp cho lắm. Hiện tại như cái trang phục này nó bán 200 mấy hay sao, còn nếu mà mua combo thì như rẻ hơn hay sao mà mình không biết nữa, tại vì nó có sẵn trong cái nick này rồi, nên ra mình cũng chả bao giờ mua. Mình vào nick này thấy có sẵn luôn rồi, cứ trang phục nào ra thì nó có sẵn cho mình luôn rồi. Thế đấy mới hay chứ. Tulen à. Ui dồi, hai Tulen vào test tướng đánh nhau à. Cái con Tulen ấy mọi người, nó rất là khó chơi nhá. Nó là một vị tướng pháp sư rất là mạnh nhưng mà rất là khó chơi. Thật sự là rất là khó chơi, trong tất cả những vị tướng pháp sư thì đấy là con tướng mà mình cảm thấy nó khó chơi nhất. Kể cả cái con Laurie mình thấy nó dễ chơi hơn cái con Tulen rất nhiều. Nhưng nó là một vị tướng pháp sư rất là mạnh. Mình thấy ở nhiều người trong đấu giải ấy, họ thường hay sử dụng Tulen ấy. Mình biết rồi thôi. Hiện tại có lẽ mình sẽ làm clip với Tulen sớm cho mọi người cùng xem nhá. Hiện tại mình chưa chơi con đấy bây giờ. Mình mới test thử 1-2 trận. Ôi ôi, nó khó chơi quá. Thật sự luôn ấy. Sau khi mà test được vài trận thì mình ngẫm ra một điều của nó là vị tướng late game. Về càng về cuối trận thì cái thời gian chiêu nó hồi càng nhanh thì cái nội tại nó xuất hiện càng ngon. Rồi có khi nào đến thế nào làm clip về vị tướng đấy mình sẽ nói cho mọi người xem sau nhá. Bây giờ vào xem Du béo của chúng ta cái nào. Du béo hôm nay thì mình sẽ đi rừng. Du béo phát tài nha mọi người. Ghê chưa, trang phục đẹp chưa. Chắc là được cái mã bên ngoài thôi chứ mình thấy cũng kỹ năng có gì đâu. Chả có gì khác biệt với trang phục bình thường cả. Thứ nhất là được bộ quần áo nó đẹp hơn này. Đó, mình thấy lướt lướt chiêu 1 chiêu 2 cũng vẫn thế à. Có thấy gì khác đâu ta. Với lại nó có một cái điều khác biệt rất là khác so với tất cả các trang phục còn lại. Đó chính là cái bộ lông của nó. Tí nữa thì hết trận đấu mình sẽ cho mọi người xem kỹ. Bộ lông nó rất là dị. Nó giống như cứ đung đa đung đưa ấy. Giống rất là giống giống thật nha. Giống như một con gấu bông ấy. Gấu bông màu bông ấy ấy. Đây là một mạng của mình như này. Rồi xong bạn không về thế tạm biệt bạn nha. Tớ xin. Vâng, rất là nhanh và đơn giản. Chiêu 2 và chiêu cuối phát chết luôn. Quá hay. Ôi đây này. Sợ ơi Lindis. Dạo này Lindis thì rất là nhiều người sử dụng nha. Quá mạnh mà, nó thuộc dạng tăng sức mạnh maximum luôn ấy. Zuka ganh nhanh quá. Ganh nhanh chứ, ui giời, người ta phải chớp thời cơ chứ. Thời cơ chỉ tới một lần, ai bỏ mớ cho bạn bây giờ. Không, bao giờ cho toàn bạn gọi là thoát chết được. Ôi giời ơi, bạn kêu mình nhanh. Nhanh đâu mà nhanh, béo bịch thế này đi không nổi nữa, lăn không à. Đó, lăn lộn không à. Đây, tại bạn hổ báo đây này, bạn sẽ chết. Bạn hổ báo thế này bạn sẽ chết. Ô sờ men. Ô sờ men. Đứng lại đó cho em. Ô thật sao mà nổ. Nhìn lên nổ là biết chết rồi. Vãi cả lều bạn luôn. Bạn hay quá. Phần đấy mình gặp chiêu cuối hụt. Mình tưởng nó biến dịch chuyển cái chiêu 2 đi về á. Cái gì vậy? Tulen. Ai ngờ bà đấy đứng im đấy là mình mất chiêu cuối mình. Hắc não đây. Bà đấy người ta gọi là hắc não đấy. Nhưng mà bà đấy không biết cái chuyện gì xảy ra. Bà đấy cứ ngơ ngơ ngáo ngáo đứng đấy. Tức là mình hụt mất chiêu cuối luôn. Lướt qua đập. Mừng rỗ mới vào là 2-0 rồi á. 2-0 chết 1 á. Tèm chán vừa là. Ôi bạn căng thế. Đánh thường thôi mà bạn nằm căng đấy nhờ. Vào test tướng là chính thôi mà. Lướt qua, lướt vào, nhảy. Gõ cho một cái, gõ. Ủi giời, không không ơi.
nhường nhau được không? Ui giời, người ta có phúc cùng hưởng đúng không? Ui giời ơi, gái rồi dân cái giận mồm ăn hết, chia sẻ mỗi người một tí chứ, ai đời ăn ngấu ăn nghiến ăn cả tất thế này chết luôn đấy bạn ạ. Mà ăn thế bạn bội thử chết đấy. Đâu phải là tớ béo rồi tớ không cần ăn đâu, ăn chứ. Ôi ngồi Wonder Woman Hà gọi là da sáng mịn chắc khỏe xương ấy. Ôi giời ơi, ăn một phát là phê rồi. Đây yeah. Lướt qua xong. Sao rồi mọi người thấy sao? Có thấy mình mạnh không? Đâu rồi? Mình thấy có một bạn nào bạn ít máu thì tí máu mà trốn đầu của tao lên đít thì phải. Lên đít kìa. Ui giời, bạn lại cứ lừa tình nhau. Giời ơi, bạn lại cứ lừa tớ. Cứ lướt lên làm mình hết cả hồn. Lên đít ra đây chứ đâu. Cho đây, lại thêm Violet nữa. Sao mà cái số mình không được lúc lúa nhờ. Ăn gần miếng ăn vào mồm rồi cùng mà lùng bật. Khổ thế chứ. Mình thấy gái đấy mình khoái lắm. Đấy, ai mà không khoái đúng không? Thích thì thích vậy đấy, có làm cái chimô. Nè. Lướt qua. Này thì chơi này. Lấy chu luôn, sợ gì. Đúng rồi, lấy chu luôn, kẹ nó, đánh nó, kẹ nó. Mình lấy cái chu xong rồi nó sợ nó chạy. Ủa, chạy, bạn chạy nhanh thế. Tulen ơi. Tulen khó chơi muốn chết. Mình đây thấy khó chơi nữa. Ôi ôi. Gõ luôn á, đồ ấy. À, Murat, chết nhé. Murat ơi, em ơi, em đâu rồi. Rồi, xong, đứng lại đó cho anh. À đù. Cái con Murat mình không đánh chết nó tại vì nó có châu cua của con Timmy á. Mình đánh nó cái hồi sinh nên là mình không đánh, mình chờ nó hết thời gian châu cua cái mình đập. Úi giời, hết thời gian châu cua nó kéo cả băng cả đảng rồi nó quánh mình sắp mặt ra đây. Thua. Vâng, một pha sai lầm. Pha đấy biết thế mình chạy về rồi. Ai biết đâu được, mình tham hố xuống hố hết tham luôn. Đen vãi cả lều ra. Kệ đi farm đi đã. Làm sao? Cái con Tulen nó chích nước chiêu 2 được 3 lần thì sao ấy. Mình đã chơi thử rồi. Bây giờ chơi thử mấy trận rồi. Khó chơi lắm. Thật sự luôn, bạn nào mà có ý định mà mua con đấy mà để đi đánh hạng thì từ từ nha. Đi test trải nghiệm các kiểu cái thứ đi. Không rồi sau này là sấp mặt ra đây. Khó chơi cực kỳ luôn. Mình thấy đó là một vị tướng pháp sư khó chơi nhất trong những vị tướng pháp sư ấy. Không phải là nó khó chơi mà mình phải muốn đạt đến mức là cảnh giới tối cao của nó ấy thì phải luyện tập, chứ không phải là nó chơi rất là bình thường. Nhưng mà làm sao để mà kích hoạt cái nội tại của nó cũng như là tất cả cái chiêu thức của nó, làm sao cho nó dạng là một vị tướng pháp sư dồn combo cực mạnh ấy thì mới khó, chứ còn chơi dễ òm gì đâu. Quan chiêu 1, chiêu 2 rồi chiêu cuối thôi, chiêu cuối thì nó đánh xa mà. Chiêu 1 nó cũng đánh xa mà, áp sát thì nó mạnh. Còn chiêu 2 thì nó lướt mà. Ôi, có ai lạc đường lạc lối không Tulen kìa. Ờ nhưng mà thôi sao, không sao, mình thấy gái đó mình khoái hơn. Đây, lên đít. Em yêu em xinh em đứng một mình cũng xinh. Vâng, em xinh em đứng đâu cũng xinh hết trơn đấy. Trong lùm à. Ai trời, đông quá. Mấy anh mấy chị cứ thế. Cái tính gọi là thấy người ta béo ú như con cú rồi tính là làm thịt à. Ăn thịt gấu không có dễ dàng. Không thế, làm gì đây? Có chuối. Đâu rồi. Rồi, 1-3, để đó cho. Trời ơi, để cho tớ mà. Cậu làm tròi thế nhở. Tớ yếu rồi, sao tớ gánh được tem. Có cái xác con Timmy bên kia sao nó đứng đờ. À, cái bộ giáp. Đấy là bộ giáp. Vai cả lèo, mình ủa sao con này chết rồi sao nó cứ đứng im nhỉ. Cái giống như người sống ấy. Vai cả lèo. Mọi người thấy nó giống không? Giống mà. Mình cứ tưởng con Timmy tưởng nó đứng im, nó đứng vào cái bộ giáp nó đứng ấy. Vãi. Thua. Chơi nó anh em ơi.
Đâu rồi. Đây. Ôi giời ơi, Linh ơi. Ôi thật chết em rồi. Đi là chạy đường kia thế này. Chết này, chết. Này, chết này, cuối cùng chả ai chết, mình chết. Ôi, thôi sai rồi, em quá sai, quá nguy hiểm rồi. Phải đâu mình vào được. Và đấy quá tệ luôn, cái thế mình đuổi theo con Linh là ngon rồi. Ê, Linh nó chạy qua bên này, cái cuối cùng mình lướt qua bên kia. Thua. Em thua rồi. Anh đầu hàng đi. Đấy, rồi Murat 5-0 luôn á. Chơi gì đấy, Murat 5-0 cái kia. Tí nó xanh, tí nó chém cho nát người sao sống. Chả có hiệu ứng kỹ năng gì hết trơn, chán nhỉ. Thật sự luôn, chả có hiệu ứng gì, chán thế không biết nữa. Được có mỗi cái bộ quần áo với cả cái da, cái da da của nó ấy thôi. Joker này nhìn cái đầu của nó giống như con ma bư ở trong truyện tranh Bảy Viên Ngọc Rồng á mọi người ha. Thắt bím, không phải thắt bím mà. 1 2 có tiếng biến về, hình như nó đang biến về ấy. Có tiếng biến về. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, làm gì đây? Ôi trời ơi, đứng lại đó. Chạy nào, 36 kế, chùa là thượng sách thôi. Ý trời ơi, bye bye, hẹn mai gặp lại. Hi hi, à đủ. Thiệt tình của mình, chả hiểu tại sao luôn, nó đen thế nhỉ? Quá, wow, tránh quả dừa, gặp ngay ông quả dừa. Quá, wow, cả tay luôn. Chiêu. À, con đấy chết, tào lao, mé lao quá. Mình mới né anh trên cái gặp bên dưới gặp ngay em Murat em đang đứng nha em ấy. Gọi là đầy cây máu luôn. Em chém cho phát trên nhắc luôn. Buồn thế. Lướt vào, lướt ngang, lướt dọc. Ba bố đánh bột người không chết thì thôi bó tay rồi đây. Lên đít kìa, có chuối kìa. Đâu, em làm cái dây cái mông hạ xuống. Hạ mông thần trưởng, đấy. Không ăn được em nào á? Hỗ trợ không thôi à? Thôi, thế là thôi. Là thế đó, gì vãng làm ờ. Buồn. Một combo. Ôi ôi. À hay quá, đúng rồi. Biến về, hay lắm, đẹp trai lắm. Đúng rồi. Trời ơi. Ê, chủ còn tí máu này. Đây. Rồi xong, lấy cái trụ luôn ha. Mà không cần lấy đâu, lấy đủ rồi. Ui dồi ôi, Linh đít kìa, đứng lại đó cho anh. Em chạy đâu hả? Ôi, anh cái gái anh ham lắm cơ. Phiệt luôn á. Wonder Woman tới được, Wonder Woman. Mà Timmy thì bỏ nó đi. Ơi, nó đồng đội của tớ đấy, nó con gấu mèo à. Sao mấy bạn lại giết đồng đội của tớ vậy? Rồi xong, cái địch đầu hàng vô điều kiện luôn rồi. Hay quá. Rồi ok thì hết trận đấu thì mình sẽ cho vào mọi người xem cái trang phục của con vị tướng Zuka này nhá. Gọi là cận cảnh. Cái trang phục mà nó có cái bộ lông của nó trông rất là hay. Mình được MVP á. Ơi giờ ơi ngại thế. Mình cứ tưởng không được cơ, ngộ không xanh lắm mà. 333 lần mà MVP 3 số 3 đẹp vãi. 4 chuỗi hạng. Trời ơi, tôi lên 1-6. Hồi nãy như bạn đã 0-6, cuối cùng mãi bạn được một mạng. Khổ thế, vào cái tướng tôi lên này. Bây giờ ai chơi được con tôi lên này hay, sau này tuyệt vời luôn đấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào tướng cho mọi người cùng xem nhá. Đây. Đâu rồi, Zuka đâu rồi, đấu sĩ, đúng rồi. Đây, trang phục của nó đây. Đó, trang phục đây. Ôi, đừng có mời mà.
Ok chưa? Đấy mọi người thấy gì không? Cái cả cái lông tay của nó nha, lông chân của nó nha, trông rất là ấy luôn. Còn cái còn tất cả những trang phục khác đâu có đâu. Nhìn kỹ thì thấy nó rất là mờ mờ ảo diệu đây. Còn trang phục bình thường này. Đó, nó giống như là tự sáp ấy. Gấu bông mà không có lông ấy. Còn cái trang phục kia thì lông nó rất là dài. Nó cứ lung lay lung lay lung lay. Đây mặc định này, nó vậy này. Gấu bông mà không có lông. Đây. Ok, đấy, còn cái này có lông nó rất là dài, nó cứ lung lay giống như cỏ lá ấy. Với cả cái trang phục của nó. Rồi, ok, cảm ơn tất cả mọi người nha. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Mọi người thấy video hay nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình với nha. Còn nếu mà thích thì like cho mình một cái. Mọi người thấy sao trang phục này đẹp không? Comment cho mình biết.